Bốn thứ không được phép dùng lại của chủ cũ khi chuyển nhà. Khi chuyển đến một căn nhà mới, mọi người hãy nhớ bốn món đồ không được dùng lại của chủ cũ, phải vứt bỏ ngay kẻo tai họa ập về. Có rất nhiều lý do khiến các gia đình phải thuê trọ hoặc tìm mua một căn nhà cũ. Khi chuyển nhà tới có một số đồ mà chủ cũ không dọn đi, nhiều người thắc mắc liệu mình có tận dụng để dùng được không, đằng nào mình cũng mất công mua mới mà. Riêng với vấn đề này thì mọi người nên cẩn trọng, bởi có rất nhiều món đồ thiêng và độc, nó đã thuộc về chủ cũ rồi, nên một khi ta đã dùng thì chỉ rước họa mà thôi. Sau đây chính là bốn món đồ không nên dùng lại. Ai mua nhà, thuê nhà cũng nên lưu ý để không phạm phong thủy. Bàn thờ, bát hương của chủ cũ. Bàn thờ là thứ tối kỵ, không được phép dùng lại của chủ cũ, bao gồm cả bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài mọi người nhé. Bàn thờ là nơi linh thiêng, nơi con cháu thể hiện lòng thành kính với ông bà, tổ tiên. Chính chúng ta còn muốn ở một ngôi nhà mới khang trang, thì sao có thể để tổ tiên dùng lại nơi đã từng của người khác? Điều này chẳng khác nào phỉ báng, coi thường. Tiếp nữa, chúng ta không thể biết trước đây bàn thờ này được chủ cũ sử dụng như thế nào. Biết đâu, vì nó mà chủ cũ gia đình ly tán, làm ăn lụi bại thì sao? Việc bạn sử dụng lại bàn thờ thực sự quá nguy hiểm và rủi ro, tốt nhất là nên tránh. Gương. Trong phong thủy, gương không chỉ đơn giản là thứ để soi, mà còn là thứ để chiếu yêu, bắt quái. Gương vốn là đồ vật linh thiêng, chẳng vậy mà người ta cực kỳ quan tâm đến vị trí đặt gương. Phong thủy tin rằng gương có thể chiếu rọi và thu phục mọi thế lực tâm linh, cho nên chúng ta không dám chắc nó chứa bao nhiêu âm khí từ nhà cũ. Đừng dài chế chất một thứ đồ linh thiêng như vậy trong nhà. Bùa trấn yểm của chủ cũ. Mỗi gia chủ đều mong may mắn, an toàn đến với gia đình mình. Do vậy, khi chuyển đến, ai cũng làm lễ trấn trạch rồi xin bùa trấn yểm. Bùa trấn yểm được dựng lên theo số đất và thông tin gia chủ. Do vậy, khi người chủ cũ chuyển đi thì chiếc bùa cũng không có giá trị. Bạn cố giữ nó lại cũng không còn tác dụng, thậm chí còn bị nó phản lại, vì với nó chỉ có một người chủ mà thôi. Đệm. Đệm cũng là thứ không nên dùng lại của chủ cũ. Cái này thì khoa học đã chứng minh, dùng đệm cũ có thể gây ảnh hưởng đến xương khớp. Khi một chiếc đệm cũ bị bỏ lại, rất có thể nó quá đều để dùng tiếp, hoặc nó quá nấm mốc và thiếu vệ sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả nhà. Trên thị trường bây giờ bán rất nhiều loại đệm mới với giá hợp lý, bạn nên bỏ tiền ra mua chứ tuyệt đối không nên dùng lại đâu nhé.